Bimil chính thức tuyên bố giải nghệ vào tháng 8 năm 2019 vì muốn chuyển sang công việc mới phù hợp và nhàn rỗi hơn. Sau đó, Bimil bắt đầu kinh doanh và hiện tại anh đang có 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Dẫu anh vắng bóng trên mạng xã hội để tập trung kinh doanh, nhưng mới đây cư dân mạng lại chia sẻ rầm rộ hình ảnh nam streamer đi làm căn cước công dân. Nhưng điều khiến người ta phải chú ý đó chính là nam streamer trông xuống sắc hơn ngày xưa và ăn mặc khá xuề xòa. Bức ảnh này được chụp khi Bimil đi làm căn cước công dân. Trong ảnh, nam streamer lộ rõ vẻ mặt phờ phạc, tóc tai bù xù và xuống sắc trầm trọng sau thời gian dài ít xuất hiện trên mạng xã hội. Anh chọn quần đùi ngắn, áo sơ mi và đi thêm đôi dép tông lào đúng chất bụi đời. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng vì thần tượng của mình. Thậm chí còn không tin nổi đây là Bimil, một anh chàng từng khiến nhiều người mê mẩn vì vẻ ngoài nam tính và bảnh bao khi tham gia các chương trình game show. Bức ảnh Bimil đi làm căn cước công dân vẫn đang được dân tình chia sẻ rần rần. Nhiều fan than trời vì không thể nhận ra đây chính là anh chàng ngày nào và nhắn nhủ với Bimil cần phải chỉnh chu hơn khi xuất hiện trên phố.